gặp nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Xe đạp em đang đi rất là chậm mà thôi tự nhiên thấy con giống như có cái vật cản cái ổn đi. Cái bắt đầu ngã lăn ra. Trời ơi. Nên duyên từ sự cảm thông. Đến với anh á thì em cũng đang làm mẹ đơn thân. Mới đầu thì anh đến thì em cũng chẳng có dám nói. Thì nếu mà anh thương mẹ thì anh thương luôn con. Cái chuyện này đâu có gì đâu. Chỉ khi nào phản bội mình thì không bao giờ mình tha thứ. Cứ vậy thôi à. Mình chấp nhận mà. Đó là cái sự cảm thông và cái sự mà bao dung của người đàn ông. Cái đó là gọi là chân tình. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng với chủ đề cảm thông của cặp đôi anh Trần Văn Cung và chị Thanh Loan, được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 trên VTV9.